Xin chào, đã quay trở lại với MA Channel, lại là mình đây cùng 20 sang đây. Cách đây 2 đến 3 ngày trước thì mình có đăng lên tab cộng đồng của mình về một con điện thoại siêu tí hon. Và thật sự có rất nhiều anh em thích thú về con điện thoại này cũng như là muốn mình làm video về nó. Tuy nhiên tầm 2 đến 3 ngày sau thì mình mới có thể làm video được. Lý do là khi mà mình mượn con máy này để chụp hình thì ông chủ ông đã ẩm mất và mình không thể nào mà có thể làm được. Và sau đó 2 đến 3 ngày thì mình đã quyết định là xuống tiền và mua em nó. Và mức giá mua điện thoại này thì là tương đối cao so với mặt bằng chung của một chiếc điện thoại mini các bạn ạ. Đâu đó tầm là 3 đến hơn 4 triệu. Đấy, thì nếu bạn quan tâm thì có thể là tham khảo giá nhá. Với chiếc thoại này thì đây là một trong những chiếc thoại vô cùng đặc biệt các bạn ạ, vì nó sẽ đến từ một cái thương hiệu đã từng huyền thoại cách đây tầm 20 đến 30 năm trước, thì có thể là nhiều bác lớn tuổi sẽ biết nó sẽ đến từ thương hiệu là Palm. Trước đây thì Palm sẽ làm những cái dạng như kiểu là mình không biết đó là thiết bị gì, nhưng mà nó sẽ là dạng như kiểu những cái máy tính hiện tại của chúng ta ấy, rồi thêm cái bút .. thì mình sẽ để một cái hình minh họa trên màn hình các bạn. Sau đó 20 năm sau thì Palm đã comeback trở lại và làm chiếc thoại siêu mini này đây. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta trên tay cái sản phẩm điện thoại siêu mini này để xem là nó sẽ có gì hay nhá. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào muốn mua cái sản phẩm Palm này thì rất là hiếm và gần như là không có trên thị trường. Còn các bạn muốn mua hàng chính hãng cũng như hàng xách tay với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Hiệu Việt nhá. Đặc biệt đang có chương trình ưu đãi, nếu anh em đăng ký FA Channel và mua hàng trên 4 triệu thì sẽ được giảm ngay 150.000. Thì mọi thông tin mình sẽ để ngay đường link phần mô tả video để anh em có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá về cái điện thoại Palm Phone này thôi. Rồi thì đây chính là con điện thoại Palm Phone mà mình mới mua được. Thì với chiếc thoại này, đây là một chiếc thoại có kích thước cực kỳ nhỏ các bạn ạ. Các bạn thấy này, khi mà so sánh với ngón tay của mình thì nó chỉ to hơn 2 ngón tay một chút, và nếu như so sánh với 3 ngón tay thì gần như 3 ngón tay của mình nó che luôn cái điện thoại Palm Phone này. Và phải đánh giá rằng là đây là một trong những chiếc thoại có kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Các bạn có thể dùng nó để quay các góc bài này, các bạn có thể dùng nó để xem một số thứ hay ho mà không muốn người khác biết cũng được. Đây là một trong những cái thiết kế điện thoại mà mình thấy rằng là nó sẽ rất là độc dị. Và về phần hoàn thiện thì với chiếc thoại này nó sẽ không thua kém bất kỳ một chiếc flagship nào nhé các bạn. Ở mặt trước thì bạn sẽ trang bị cho mình một cái tấm kính này, và ở phía mặt sau thì nó sẽ được làm từ chất liệu là kính luôn. Và đây là dạng kính cong 2.5D, nó sẽ tương tự so với những sản phẩm như kiểu HTC U11 này, nó sẽ tương tự so với những sản phẩm như kiểu là iPhone 8 Plus mình đang có ở đây, thì nó sẽ được làm từ chất liệu là kính tương tự. Và ở cái phần viền thì mình thấy rằng là nó sẽ được hoàn thiện từ chất liệu là nhôm luôn nhá. Đấy, phần viền nhôm này thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của nó hoàn toàn không thua kém chiếc điện thoại đến từ nhà Apple, ví dụ như là chiếc iPhone 8 Plus mình đang có ở đây. Kể cả cái phần viền tiếp xúc này, tuy đây là một chiếc điện thoại có kích thước nhỏ gọn, tuy nhiên cái phần viền này thì mình thấy rằng là họ làm rất là liền rạc và gần như là không có bất kỳ một cái điểm hở nào cả. Ở bên cạnh phải thì bạn sẽ có cho mình cái nút nguồn, và bên dưới thì bạn sẽ có cho mình cái vị trí khe sim. Khe sim này thì đây là khe một sim duy nhất, và khe sim này thì nó sẽ được trang bị ROM cao su. Và tại sao nó lại được trang bị ROM cao su? Tại vì chiếc điện thoại này thì nó sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn kháng nước IP68, tức nghĩa rằng là nó có thể lặn sâu được độ sâu tầm 1.5m trong vòng là 30 phút nhá. Như vậy thì với một chiếc thoại này thì nó sẽ rất là bền, các bạn có thể đi mưa thoải mái và không cần lo đến cái vấn đề là dưới đây nước các thứ. Và nếu mà video này được nhiều like thì mình sẽ đi test nước điện thoại này luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với là những thứ khác. Ví dụ như phần cạnh trên thì các bạn sẽ có ở đây là một cái mic hỗ trợ khả năng thu âm này. Bên cạnh trái các bạn sẽ không có bất kỳ một cái nút rào cả, và bên cạnh dưới thì các bạn sẽ có ở đây là một cái vị trí mic cũng như là một cái cổng Type-C duy nhất. Và mình thấy rằng là cái cổng Type-C này thì nó làm rất to các bạn ạ. Mình thử nút cái cổng Type-C vào nhá. Anh em thấy không? Ui, cái cổng Type-C nó gần như là chiếm quá nhiều diện tích của cái máy này luôn. Và chắc chắn nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là với sản phẩm này nó không có phím tăng giảm âm lượng thì nó sẽ điều chỉnh âm lượng bằng cách nào. Thì với chiếc thoại này, điều chỉnh âm lượng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ kéo thanh thông báo trạng thái xuống này. Ở đây các bạn sẽ có một cái thanh âm lượng, các bạn điều chỉnh đấy, âm lượng chuông này, âm lượng nhạc này, bla bla thì có thể điều chỉnh hết ở đây rất là đơn giản và nhanh chóng. Thì như vậy thì mình thấy là cách điều chỉnh âm lượng này nó sẽ thông minh hơn một số cái sản phẩm khác. Tại vì mình thấy là nó như vậy nó sẽ tiện hơn, chứ không phải cần phải vuốt cạnh trái vuốt cạnh phải gì cả. Và ở phần mặt trước thì các bạn sẽ có ở đây là vị trí camera selfie. Camera selfie của nó sẽ có chất lượng là 8 chấm nha các bạn. Và đánh giá về chất lượng camera selfie thì một chút nữa mình sẽ đánh giá cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ còn có cho mình cái vị trí đó chính là loa thoại. Đồng thời đây là loa ngoài của cái sản phẩm này luôn, cùng với một số cảm biến ở phần mặt trước. Và bên cạnh dưới các bạn sẽ có cho mình cái nút home. Đây kim là nút back nha các bạn. Ví dụ như bạn vào YouTube này, bạn sẽ nhấn back ra ngoài bằng cách là nhấn chạm một lần vào đây. Đó, xịn sò. Thì một chút nữa mình cũng sẽ chia sẻ sâu hơn. Ở mặt sau các bạn sẽ có logo chữ Palm được ghi cách điệu chữ PALM. Và ở đây các bạn sẽ có cho mình cái vị trí camera chính duy nhất của nó. Đây là một chiếc thoại siêu bé, chính vậy thì nó chỉ được trang bị cho mình một cái camera chính mà thôi. Và bên dưới các bạn sẽ có đèn flash. Và cách đặt camera này thì mình thấy là nó sẽ gần giống so với cái sản phẩm iPhone X đến từ nhà Apple, đó chính là camera đặt dọc ở bên góc đó. Cái phần hoàn thiện mặt sau thì mình thấy là nó sẽ tương đối giống luôn.
và camera sau thì nó sẽ có chất lượng là 12 chấm nhé. Một chiếc máy có một cái kích thước quá nhỏ nhưng được trang bị một camera có số chấm cũng khá là cao, là 12 chấm. Và một cái điểm đặc biệt đang có trên cái sản phẩm Palm Phone này đó chính là các bạn thấy rằng là lúc nãy mình đã sơ qua phần ngoại hình của cái sản phẩm này thì nó gần như không có bất kỳ một cái phím tăng giảm âm lượng nào cả, và nó chỉ có một cái nguồn duy nhất ở đây thôi. Thế nên là có thể gọi chiếc thoại Palm Phone này là chiếc thoại không có nút vật lý đầu tiên trên thế giới các bạn ạ, tại vì nó chỉ có một phím chứ làm gì có nút. Đấy, anh Quảng hay bảo là cái này là phím, còn nếu mà lóng vào là nút. Thế nên là đây có thể gọi là chiếc thoại đầu tiên trên thế giới không có nút bấm vật lý các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến phần bên trong của cái sản phẩm này nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nhìn ngay về phần màn hình. Thì đây chính là cái điểm đặc biệt của nó. Chiếc loại này thì nó sẽ có kích thước màn hình đó chính là 3,3 inch. Độ phân giải của nó là HD và nó sẽ có mật độ điểm ảnh là tầm 445 ppi và với mật độ điểm ảnh là 445 ppi thì mình thấy rằng là cái khả năng hiển thị của nó sẽ tương đồng với sản phẩm iPhone 11 Pro Max. Khi iPhone 11 Pro Max thì cái mật độ điểm ảnh của nó chỉ là 458 ppi mà thôi. Nói chung là nếu như bạn nhìn cái màn hình của cái sản phẩm iPhone 11 Pro Max và nhìn lại cái màn hình của cái sản phẩm Palm này thì cái độ sắc nét của nó gần như là như nhau. Và với kích thước là tầm 3,3 inch cùng với một cái độ phân giải cao như thế thì cái việc mà rỗ là hoàn toàn không thể có trên cái sản phẩm Palm Phone này. Và cái màn hình này thì nó sẽ dùng cho mình cái công nghệ là IPS LCD nhá. Chính vậy thì góc nhìn của nó sẽ tương đối tốt này. Khi mình nghiêng trái này, nghiêng phải, góc nhìn của nó cũng rất là ok luôn. Trên dưới tất cả đều tốt và khả năng hiển thị màu sắc thì mình thấy nó khá là trung thực. Viền trên viền dưới của điện thoại này thì nó sẽ hơi dày nhẹ. Và tại sao nó lại có một cái viền màn hình trên dưới nó dày như vậy? Tại vì nó sẽ nằm ở giới hạn công nghệ. Đây là một chiếc thoại ra mắt năm 2018, cũng như là đây là một chiếc thoại có kích thước quá nhỏ, chính vậy thì nó không thể nào làm viền mỏng sexy như kiểu iPhone X hay iPhone 11 Pro Max, mà bắt buộc chúng ta phải có viền trên viền dưới cũng như là viền hai bên tương đối dày nhẹ một chút. Tuy nhiên thì mình thấy là nó không ảnh hưởng đến tổng thể trải nghiệm của chúng ta đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói đến phần bên trong. Thì với sản phẩm điện thoại Palm Phone này thì nó sẽ có một cái lens trơ khá là nhẹ các bạn ạ. Ngay lập tức ở màn hình chính thì bạn thấy rằng là nó sẽ show toàn bộ các icon bên trong màn hình. Ví dụ như icon YouTube này, icon tin nhắn này, Gmail này, rồi Google Photo này, cuộc gọi này, rồi một số cái ứng dụng khác khi bạn tải về thì nó cũng sẽ show hết ra đây luôn. Thế nên là đây là một trong những chiếc thoại nhỏ mà mình thấy là nó sẽ tối ưu hóa cái giao diện một cách tốt nhất. Nó không quá nhiều icon chi tiết, cũng như là nó sẽ xếp cái icon này một cách rất thông minh. Chính vậy cái việc sử dụng thì mình thấy là nó khá là tiện lợi. À rồi, và với phiên bản Android chiếc máy này đang sử dụng thì mình thấy là nó đang được trang bị cho mình cái hệ điều hành Android 8.1 nhé các bạn. Nói chung thì với một chiếc máy nhỏ như này cũng không cần phải lên phiên bản Android 10 làm gì, 8.1 là quá đủ rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần thao tác khi mà chúng ta sử dụng nhé. Thì với cái phần tím home này, các bạn sẽ chạm một lần thì nó sẽ back ra ngoài. Đấy, chạm thêm một lần nữa thì nó sẽ back ra ngoài hẳn phần home screen cho chúng ta luôn. Và khi bạn chạm hai lần thì nó sẽ bật cái đa nhiệm lên. Tuy nhiên thì ở đây mình đang chọn cái lens trơ, thế nên là mình sẽ tạm bỏ qua nhé. Cái phần đa nhiệm thì chiếc máy này làm cũng khá là hay. Đây, các bạn thấy không? Đa nhiệm như là những chiếc máy Android khác. Đến với một cái điểm đặc biệt mình cũng rất là quan tâm trên chiếc máy này, đó chính là về phần cấu hình. Thì với con điện thoại bé tí như này thôi nhưng mà nó sẽ được trang bị một cái cấu hình là tương đối mạnh các bạn ạ. Khi chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị con chip đến từ nhà Qualcomm, nó sẽ có tên là Snapdragon 435, được sản xuất trên tính hình là 28 nanomet, và chúng ta sẽ có tận là 3GB cùng với 32GB của nhớ trong, thì cũng khá là đủ cho chúng ta lưu trữ cũng như là sử dụng với những tác vụ thông thường thì quá là mượt mà trên cái điện thoại này luôn. Và với chiếc là Snap 435 thì với những trải nghiệm như kiểu là sử dụng hàng ngày này, xem YouTube này, hay là mình có lướt TikTok các thứ thì mình thấy là với con máy này nó sẽ rất là mượt mà, và thậm chí là mình có thể chơi được cả tựa game Liên Quân nữa. Thì hôm sau mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn về cái khả năng chiến game Liên Quân của em nó nhá. Nói chung với con chip là 435, với một số máy khác thì có thể yếu, nhưng với cái sản phẩm Palm Phone thì nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm sử dụng rất là mượt mà. Mình có chấm qua phần mềm AnTuTu thì với con máy này thì nó sẽ thu được một số điểm là tương đối cao, 64.000 điểm AnTuTu. Trong đó thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có tận là 25.000 điểm CPU và GPU của nó tận là 53.000 điểm các bạn ạ. Ui, thậm chí số điểm GPU này nó còn cao hơn một số máy Samsung trong tầm giá 7 triệu đổ lại. Nói chung là cái GPU của này nó khá là mạnh tại vì cái màn hình của nó không quá to. Và cái chiếc Palm Phone này thì mình đã có thử cài một cái lens bên thứ ba, đó chính là Nova lens, thì nó vẫn có thể dùng được như là những chiếc điện thoại Android thông thường, các bạn thấy không? Đó, cái giao diện của nó thì hoàn toàn giống như một chiếc điện thoại Android thông thường luôn. Ở đây thì mình đã có một chiếc điện thoại K20 Pro, các bạn thấy không? Đây, cái lens của nó thì tương tự so với K20 Pro luôn. Đó, sử dụng không khác gì một chiếc điện thoại có kích thước màn hình lớn cả. Tuy nhiên thì cái kích thước của nó thì như bạn đã thấy rồi, nó quá nhỏ luôn nếu như mình so sánh với K20 Pro này. Đó, chỉ tầm là 1/3. Đấy, 1/3. Nếu như so sánh với iPhone 8 Plus thì con điện thoại Palm Phone này nó cũng thực sự là quá nhỏ các bạn ạ.
đấy, gần như là nằm lọt thỏm trong con iPhone 8 Plus luôn. Cá nhân mình thì rất ấn tượng về cái kích thước của em nó. Và có một cái điều khá là hay nữa các bạn ạ, đó chính là với chiếc điện thoại này, khi mà mình vào Google Play thì mình có kiểm tra thì nó sẽ đạt chứng chỉ Google Play Protect luôn nhé các bạn. Đây các bạn thấy không ạ, chứng nhận Play Protect. Đấy, thiết bị này đã được chứng nhận luôn. Thay vì một số điện thoại khác, người ta bỏ đi nút tăng giảm âm lượng, rồi bỏ đi một số thứ làm mất đi cái chứng chỉ Play Protect, thì với sản phẩm này nó vẫn còn nhé. Mặc dù doanh số của nó không đạt được 1 triệu chiếc đâu, tại vì các bạn là mình nghĩ giỏi lắm thì Pamphone bán được tầm là vài nghìn chiếc là cùng thôi. Bây giờ thì mình sẽ nói đến phần camera đi. Thì với sản phẩm Pamphone thì nó sẽ được trang bị cho mình cái cụm camera như mình đã nói rồi, là 8 chấm cho camera selfie cũng như là 12 chấm cho camera cắt sau. Và mình đã chụp ảnh và cũng như là quay một số đoạn video trên cái sản phẩm Pamphone này, thì mình thấy rằng là cái chất lượng chụp ảnh của nó rất ấn tượng nhá. Đây là camera selfie, mình chụp trong cái điều kiện là đủ sáng ban ngày này. Đó, các bạn thấy không? Khi mình zoom vào cái phần chi tiết tóc tai cũng như là mụn trên gương mặt của mình thì tái tạo một cách rất là chi tiết. Và phải nói rằng camera selfie của này nó đẹp. Rồi, đến với một số điều kiện khác khi mình chụp ảnh ngoài trời, thì các bạn thấy là ở đây mình đã trùng cây lá, thì mình thấy màu sắc, cái độ chi tiết với camera 12 megapixel thì nó tái tạo một cách quá tuyệt vời luôn. Những cái gân lá màu xanh các bạn thấy đấy, đấy mình còn chụp được cả một con này là con ruồi hay con ong gì đó, không, con này là hình như con muỗi hay sao các bạn ạ. Đó, rất là bé nhưng mà mình vẫn có thể chụp được. Và khi mà mình về mình kiểm tra lại ảnh thì mình mới thấy rằng là ở đây có con muỗi luôn. Thực ra là tổng thể tấm ảnh nó quá rộng như này mà zoom vào vẫn rất là chi tiết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số tấm hình khác nhé. Ở đây thì mình đã chụp một cái hoa, cái này mình quên mất là hoa gì rồi, thì khi zoom vào mình thấy là cái chất lượng chụp ảnh của nó vẫn rất là ngon luôn. Phải nói đây là một trong những chiếc máy mà có camera cực kỳ đỉnh cao với là một cái thân hình bé như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói sang cái phần pin đi nhỉ. Thì với chiếc điện thoại Pamphone này thì nó sẽ được trang bị cho mình cái viên pin nó không quá trâu. Mình nghĩ rằng là nó chỉ rơi tầm là 900 mAh mà thôi. Mình có xem thông tin trên mạng thì gần như là nó không có bất kỳ một trang nào đưa thông tin về cái điện thoại này. Tuy nhiên thì khi mình trải nghiệm thì mình thấy là với chiếc điện thoại này, khi chúng ta trải nghiệm với mức độ sáng tầm là 50% thì nó có thể giúp chúng ta dùng tầm là 1 phút sẽ tụt hơn 1%. Cái này sẽ tùy vào độ sáng màn hình cũng như tác vụ bạn sử dụng nhá. Nếu như bạn xem YouTube thì quá trình tụt pin nó không quá nhanh, còn bạn dùng những tác vụ mà kiểu chơi game Liên Quân chẳng hạn, hay là chơi những tự game nhẹ nhàng thì nó sẽ tụt pin khi mà con CPU được hoạt động mắc công suất. Và ở đây mình nó có cài tự game Liên Quân rồi, nó có thể chơi được và rất là mượt mà nhá. Thì trong video sau thì mình sẽ test game trên cái sản phẩm Pamphone này. Hy vọng bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe để có thể đón chờ cái video chiến game sau. Và tổng thể thời gian trải nghiệm pin của mình trên cái sản phẩm Pamphone này thì mình nghĩ rằng là nếu bạn dùng liên tục thì nó sẽ rơi vào tầm là 1.5 đến 2 tiếng. Còn nếu bạn dùng với những tác vụ căn bản là lâu lâu móc ra xem tin nhắn rồi lâu lâu nghe gọi thì ok, một ngày là vẫn thoải mái. Và chúng ta sẽ mất đâu đó tầm là 1,5 tiếng để sạc đầy viên pin cho cái sản phẩm Pamphone này. Thì mình thấy nó sẽ hơi lâu một chút. Ok, như vậy trong này thì mình đã cùng các bạn trên tay một cái sản phẩm điện thoại siêu tí hon nhưng mang trong mình một cái cấu hình mạnh này, một cái màn hình siêu đẹp cũng như là một cái camera cực kỳ là chất lượng. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại Pamphone này, và liệu rằng là với mức giá gốc của nhà sản xuất định ra cho nó là tầm 8,2 triệu đồng, tầm là 359 đô thì phải, thì các bạn có chọn mua em nói không? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhá. Thực ra thì nói chọn mua cũng không đúng, tại vì căn bản là với chiếc thoại này bây giờ bạn có tiền cũng hơi khó để mua được đấy. Rồi, video của mình thì xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích.